Xin kính chào toàn thể các bác trên không ở miền quê hương đất nước Việt Nam của bạn bè nắm châu quốc tế. Trong video ngày hôm nay thì em vừa bán vừa giới thiệu cũng như thành lý cho các bác mấy chiếc quản lý nguồn. Thì đây là cái chiếc cũ ở nhà này. Hôm nay thì em có về thêm được một cái spin này với hai cái PX8. Một cái này là ME68006. Đấy. Toàn máy khủng và máy chất thôi. Nói chung là thanh lý. Bởi vì như thế này, nếu mà những con này mà cắm phát hoạt động điện áp bình thường ra, nghe nước nó đóng thì úi dồi ăn tiền đấy. Nhưng mà đây nó tịt, con này là không nên đèn vào, không nên nguồn, tức là không nên, không hoạt động gì cả. Đấy. Con này cũng tương tự vậy, và chiếc này cũng như thế. Có duy nhất hai con PX8 kia thì hoạt động bình thường, em bán giao lưu các bác là giá rẻ hơn hàng mới. Chỉ có vào là 600.000 một chiếc. Thì tình trạng là cắm hoạt động bình thường nhưng nó không bật tắt theo thứ tự. Các bác bấm bypass thì nó sẽ đóng từ 1 đến 8. Tắt thì nó sẽ 8. Bấm bypass thì nó sẽ tất cả các cửa nó đều có điện áp ra luôn. Nghe đóng hết cỡ luôn. Đấy. Còn các bác bấm thả bypass ra thì nó sẽ tắt. Đây. Đấy. Cái này bấm vào là không đóng nghe đâu nhá. Con này em vừa cắm điện hoạt động bình thường rồi. Đấy. Nói chung là công tắc là không tác dụng này. Có một con, một trong hai con này tịt, không nên cái đèn báo đây. Cái này không nên. Đó. Một trong hai con, không biết là con nào. Đây em kiểm tra xem này. À đây cái này. Cái này chắc tuột hay sao ấy. Tuột. Tàu út tuột đang tuột. Đấy. May quá. Đấy, thì hai con này em bán là 600 nhá. 600 một con. Là các bác cắm vào là bấm bypass là nó sẽ đóng từ 1 đến 8 luôn. Không có theo thứ tự 1, 2, 3, không có đâu. Đây nó bật phát là đóng hết luôn. Cả dàn đèn sáng, đèn báo, điện áp lên. Đấy. Còn các bác mà tắt đi hay là rút điện cái thì nó cũng mất luôn. Đấy, nó như thế. Có hai con nhá, thì nào vào điện hoạt động bình thường. Nói chung là chỉ có mỗi cái bypass này thôi. Các bác nào mà muốn em bật tắt theo thứ tự thêm tiền vào. Thêm tiền vào, giá thanh lý kêu cái gì nữa. Và thứ hai nữa là con này em thanh lý cho các bác với mức giá là nếu mà tính ra chỉ bằng cái tiền mua linh kiện để các bác nắp lên một con quản lý nguồn. Các bác đừng tiêu đắt nhé. Ông nào mà cựu đắt thì tốt nhất là các bác đừng mua nhá. Cái gì đây? Đây là cái gì? Con chip xử lý Maze in gì đây? USCA này. To đùng kênh mạng này còn kêu gì nữa. Đấy. Thế này mà các bác còn chê nữa thì em không hiểu là các bác định làm cái trò gì. Riêng cái tiền gọi là tiền linh kiện nha. Như bên em tham khảo là con ne này mới cứng nó phải tầm 30 mấy nghìn, gần 40 nghìn một con này. Con dê ne này. Đây đống này là 16 con dê ne. Bây giờ gọi là hàng tháo máy đi, hàng nay new gần như là hoạt động bình thường. Các bác cứ tính cái mức giá là 30 nghìn một con. Mà đống này là vào 16 con. Đấy. 10 con thôi là đã có 300 rồi, còn cộng thêm 6 con kia nữa. Đấy. Xong các bác tính lên biến áp nguồn này, dòng hàng ổ cắm này nữa. Cái phích cắm cái ổ cắm này các bác gọi là ổ cắm, đây nó hơi bất tiện tí. Đây là cái rác cắm ổ cắm tiêu chuẩn Mỹ nhá. Nhưng nãy được cái là có cầu chì. Cầu chì dòng siêu tải, tải rất là lớn, chì 32A. Khủng bố đại ca đại tẩu. Đấy, chì 32A 500V. 500V 32A, ghê, không phải đùa đâu. Tương đương với 600V à 250V 64A. Đấy. Một cổng co mát, hai cầu điện, cầu dưới đường này, cầu trên đường này. Đó. Nó có 458 để kết nối máy tính đây. À kết nối với thiết bị gì đấy nhưng mà không cần. Các bác thích thì các bác đấu cái dây này này, đấu dây này ra. Làm một cái công tắc bé con để bấm. Đấy. Công tắc kiểu công tắc hành trình đấy. Con này nó dùng ổ khóa. Có công tắc gạt mốt là EMC và Norman. Tức là bật tắt theo thứ tự, bây giờ cắm vào nó không nên gì cả. Nó tóm lại nó không nên. Cái này thì em đoán chắc là chết cái cục biến áp nguồn này thôi. Hoặc là nó bị lỗi ở cái phần nào đó. Thì em chưa kiểm tra, bởi vì đồng hồ đo các cái em để hết bên kia. Đấy, hôm nay chủ yếu là quay thanh lý thôi, bởi vì lâu không có hàng thanh lý cho các bác. Em nhớ các bác hỏi em có gì thanh lý không. Đấy. Con xăng len này thì cũng vậy nhá. Con này thì máy cũng khổ. Ổ cắm là tiêu chuẩn Mỹ. Nó có thêm hai đường cắm phụ này, hai ổ cắm phụ này. Đó. Một biến áp nguồn này, main bo của nó rất là to này, khủng bố đại ca đại tẩu này. Cái loại này thì em nói rồi. Cái loại dơ ne này các bác bây giờ các bác thích các bác tháo dơ ne ra xong các bác cứ 30.000 một con. Đang lên hội chợ, ui dồi ôi rẻ thối rẻ nát rồi. Kêu cá gì nữa. Nha.
Con này thì em bán là 600. 600, 600. Con này thì em thanh lý là có vào 400 thôi. Đấy, con này là mặt của nó Senan nhé. Model là EA2163. 16 dân em. 16 dân em. Đấy, 16 ổ cắm. Thêm hai cửa tiêu chuẩn gì nữa đây. Đấy, hai cái 16 ổ này là ổ Mỹ nhá, tiêu chuẩn Mỹ nhá. Còn là hai cái cổng này thì em không biết. Đấy. Đó. Đây, mặt trước của nó đây, có ổ khóa này, công tắc gạt là Nex và Mazua thì đây. Công tắc P-pad này. Đấy, P-pad hoặc là Nomax. Các bác bấm vào thì là P-pad, tức là cắm điện phát là một loạt đèn này sáng hết luôn, nghe đóng hết luôn. Còn các bác để thả ra này là nó kiểu như là 1, 2, 3, 4, 5 đấy, kiểu kiểu ấy. Đó. Thì bán bằng cái tiền giữ máy ra lấy linh kiện, được chưa? Đấy. Con này nữa thì em cũng vừa về. Con này là spin. Máy xịn nha, máy cao cấp này. Đấy là bên cạnh đây nó còn có tem chống hàng pha ke này. Spin này. Máy xịn Trung Quốc. Con này thì em cũng xin nói thật với các bác là em bán giá hơi cao, là 500.000. Con này 500.000. Biến áp nguồn tròn. Con này có nguồn cấp 18V với 24V. Nó ghi luôn đây. Đấy. Con này cũng dạng là cắm điện nên không nên. Gọi là bán bằng cái tiền các bác mua linh kiện thôi, để nắp lên một cái máy nhưng chưa phải ai chạy. Đấy, thanh lý cho các bác, giá quá tốt rồi, rất là tốt rồi. ST328 spin giá 500. Dây nguồn nó rất là dài nhé. Đấy. Con này thì dây nguồn nó ngắn này. Hai con máy chạy thì dây nguồn nó ngắn này. Đấy. Con này thì dây nguồn vừa to vừa dài này. Đấy. Còn cái con này thì của nó là cũng có kiểu kia rồi, không có dây nguồn. Đấy. Nói chung là giá này thì các bác cảm thấy mua được thì mua, em báo cáo luôn tình trạng nha. Có hai con PX8 này thì cắm điện nó sẽ hoạt động. Đấy, có tác dụng luôn, có hoạt động luôn. Còn là 1 2 3 con này thì nó không có hoạt động. Cắm vào nó không thấy điện báo. Nên em thanh lý cho các bác là như thế, còn hai con này là chắc chắn là bán phát đăng cái là hỏi ngay, đăng cái hỏi ngay. Con này hôm đầu em tự tin bốc phen với các bác là đăng phát mất hình ngay, mất hình đầu tiên cuối cùng là bây giờ vẫn còn hình đấy, hoành tráng. Không hiểu kiểu gì. Đấy. Thì đây nhá, hai con này em nói luôn các bác là con này khả năng cao là mất hình đầu tiên. Biến mất khỏi cái bản đồ thế giới luôn. Bây giờ cắm điện phát nó đóng nghe từ 1 đến 8. À đóng hết luôn, nó không đóng theo thứ tự. Mà giá này là các bác đi mua linh kiện bằng giá đi mua linh kiện. Các bác có thể lấy combo theo 3 chiếc nhà, một con Ado này, một con Senan và một con Spin này. Các bác lấy 3 con thì em bao ship cho các bác nhá. Còn các bác lấy lẻ một con một không bao ship, không lấy nhiều. Giá trên là giá tại cửa hàng, hai con này đều 600. Con này 600. Đấy. Con này 400. Con này 500. Đấy. 400 mình nhìn trong này, các bác nhìn được không? Mặt của nó này, linh kiện này vừa rẻ nhất này. Mới thứ hai là linh kiện máy móc của nó rất là hoành tráng luôn. Bằng tiền các bác đi mua linh kiện phải các bác nắp lên một cái máy như này. Nếu còn chưa tính bộ khung nhá, các bác vào nào mà thích là mua cái bộ khung này về, xong các bác mua vỏ này về. Các bác rồi cái nỗ khóa kia kìa, các bác tháo ra chế thành cái volume. Công tắc này thành cái công tắc nguồn, đèn báo đây đèn nào báo VUnet đấy. Nhạc lên kênh A kênh B nó ví dụ thế. Nói chung là tùy, các bác có thể tùy nghịch, tùy chỉnh được. Giống như con Ado này cũng thế, các bác có thể chế luôn. Rất là hay, nhiều chế độ, nhiều trò, như con này cũng thế. Nhiều anh em thấy rẻ mua về chế. Đấy. Con này thì các bác có thể chế thành đại được. Bật công tắc lên trong cái chỗ này thì chế thành cái volume. Đấy. Vặn volume cái đèn nó sẽ báo 1 đến 8 này. Đấy. Còn đây là đèn báo nguồn. Ví dụ thế. Thì đây nhá, em nói lại nhá. Có một con này nữa là ổ cắm tiêu chuẩn Mỹ. Còn ba chiếc này thì là ổ cắm tiêu chuẩn quốc tế. Được chưa? Đấy, không còn gì để chia sẻ nữa nhá. Nói chung là đọc giá hết hồn hết vía rồi. Các bác nào có thích thì gọi cho em đóng gói em gửi đi. Lấy 3 con. 1 2 3 triệu rưỡi bao ship. Đấy là một vị khách đấy nhá. Đấy. Còn như hai con này các bác mà lấy thì nó vào 1 triệu 2 thì thôi em cũng bao ship luôn cho các bác. Nè một chiếc là không bao ship, lấy một đôi là bao ship. Các bác về nắp tủ máy hay là chế cháo cái gì thì nghịch. Bằng tiền linh kiện này, đừng kêu đắt nữa. Còn bác nào mà kêu đắt thì em đố các bác đi mua được nhá, em không nói nhiều đâu. Đây là gọi là thanh lý. Gần như không có lãi.
Nãy được có mỗi con thì nãy thì được có mấy chục nghìn, nhưng con này là nỗ này. Con này là nỗ mấy chục nghìn, đóng bìa gửi đi là nỗ này. Tôi chấp nhận rồi. Đó. Đó, các bác nào thích thì đây, nắp của nó đây. Tất cả đều có nắp và ốc ác đầy đủ nha. Tình trạng em báo cáo luôn. Còn nếu mà các bác không hỏi thăm, không mua trong vòng 1 tuần hoặc 12 ngày thì em sẽ bớt lại. Em chờ thời gian mang cho thợ sửa lại để dùng. Bởi vì cái quản lý nguồn hàng bãi này, chất lượng linh kiện gấp hàng trăm lần cái loại hàng Trung Quốc mới triệu, triệu 2, triệu rưỡi chưa chắc đằng, bằng được với con này. Mặc dù là linh kiện của nó cũng tương tự như nhau, nhưng mà chất lượng linh kiện hàng ngày xưa với hàng mới bây giờ nó khác nhau hoàn toàn. Em chỉ nói thế thôi. Còn các bác muốn biện hộ thế nào thì biện hộ, các bác muốn kể thế nào thì kể. Đấy. Giá hay đọc rồi. Đấy. Tình trạng thì báo cáo thôi. Còn bây giờ chả nhẽ bây giờ em đấu từng cái dây em cắm thử luôn thì nó hơi nặng nhặt. Do bây giờ quan trọng là quay ban đêm, quay một mình này làm nó mất thời gian lắm. Nên các bác nào có đấy thì em sẽ đóng gói và gửi hàng cho các bác, đúng không ạ? Xin kính chào toàn thể các bác nhé. Hẹn các bác trong những video clip lần sau. Có gì hay em tiếp tục quay và review với toàn thể các bác. We'll be right back.